Đó, bắt đầu. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Mời các bạn theo dõi lại câu nói sau của bác sĩ Chang và câu trả lời của An. To relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Trong câu hỏi của mình, bác sĩ Chang đã dùng động từ prefer để biết xem An thích dùng thuốc Tây hơn hay là thuốc Nam hơn. Và trong câu trả lời của mình, An cũng đã dùng động từ này. Các bạn lưu ý là trong câu hỏi thì ta dùng từ or để đưa ra lựa chọn. Còn trong câu trả lời hoặc câu khẳng định, ta dùng từ to để nói mình thích cái này hơn cái kia. Ví dụ, I prefer coffee to tea. Xin mời các bạn luyện cách sử dụng của động từ prefer với hai chuyên gia của chương trình. Brenton, here are two pictures. This is a portrait, a picture of someone, and this is a landscape, a picture of a scene. Do you prefer the portrait or the landscape? I prefer the landscape. Now try asking the question. Remember to use or. First about the pictures. Do you prefer the portrait or the landscape? We can also talk about things you prefer doing. Look at how we do this. Michelle, do you prefer swimming or running? I prefer running. I could also say I prefer running to swimming. What about you? I prefer swimming to running. Try at home with some choices. You say which you prefer. Staying home, traveling. Now say which you prefer to the other. Reading, watching TV. Now say which you prefer to the other. Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta còn gặp một số từ chỉ triệu chứng bệnh và một số từ miêu tả tình trạng sức khỏe. Hãy đọc theo câu nói sau của An. I've been having some very bad headaches lately and I feel tense. Các bạn hãy luyện cách nói mình bị làm sao, sử dụng cấu trúc câu I've been getting và sau đó hãy luyện cách miêu tả xem mình cảm thấy thế nào, sử dụng cấu trúc I feel. Xin mời các bạn luyện cùng Brenton và Michelle. About a stomach ache and toothache. I feel sick, or I feel hot, or I feel cold. Các bạn có nhớ bác sĩ Chang nói gì sau khi đo nhịp tim và huyết áp của An không? Xin mời các bạn nhắc lại câu nói của bác sĩ. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. Chúng ta cùng luyện. Hãy sử dụng các từ khác nhau để nói về huyết áp. Mời các bạn luyện cùng Brenton. Try saying the phrase with these different words. Very high. Your blood pressure is very high. Low. Your blood pressure is low. Very low. Your blood pressure is very low. Too high. Your blood pressure is too high. Các bạn thân mến, như vậy trong bài này chúng ta đã học cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng động từ prefer để nói mình thích cái gì hơn cái gì khác. Các bạn cũng đã luyện một số câu hỏi và câu trả lời liên quan tới việc đến khám bác sĩ. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôm lại những kiến thức đã nói ở trên. Excuse me, I have an appointment to see Dr. Chang at 2:30. And your name? Lee. Anne Lee. Ms. Lee, yes. Please take a seat. Doctor will see you soon. Thank you. Ms. Lee? Doctor will see you now. Thank you.
Seriously, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headaches. But just let me give you a checkup to make sure it's nothing else. Your blood pressure is a little high, but your heart is fine. I'm sure it's the worry about your brother that's causing the headaches. What can I do? Try to relax and get some rest. Do you prefer Western or Chinese medicine? I prefer Chinese medicine. Here are some tablets. Take 2-3 times a day and try not to worry about your brother. I'm sure you'll find him soon. Thank you. I hope so. Bài của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Goodbye for now.